Thì bữa nay mình sẽ qua cái phần là các chế độ làm việc của mấy bé nhé. Thì lớp mình là bị hơi bị chậm so với cái chương trình. Đáng lẽ là hết tuần này là mình phải xong bằng mấy ngách, nhưng mà giờ mình vẫn chưa xong. Thì tại vì thứ nhất là bữa mình mất 3 tiết của ngày giỗ tổ Hùng Vương tuần trước, mình nghĩ qua tuần sau thì mình được nghỉ 1 tuần để ôn tập lại. Thì tuần sau thì hết buổi này thầy sẽ cho một số bài tập, số câu hỏi, mình xem lại các cái video bài giảng các cái tuần trước rồi mình làm các cái bài tập này để củng cố kiến thức. Tuần sau thì mình sẽ được nghỉ, không có phải online đúng không em? Em có nhận thông báo chưa? Giáo viên chủ nhiệm có thông báo cho em là tuần sau mình được nghỉ không? Dạ Nghỉ là có. để à tuần sau nghỉ là để mấy em ôn tập lại thì thầy sẽ cho mình một số cái nội dung để mình trả lời các câu hỏi, và mình nếu cái nào phần nào mình chưa nắm được thì mình xem lại video để mình trả lời, thì nó sẽ ôn tập lại kiến thức. Thầy sẽ cho một số bài tập để mình làm được. Thì cái phần các cái chế độ làm việc của mấy ngách là một cái phần tương đối là quan trọng Thì những cái chỗ nào mà thầy lưu ý thì mình cần phải nên ghi chú lại Nếu ghi không kịp thì sau này mở video lại coi lại và ghi chú những cái chỗ mà thầy nói quan trọng đó. Mấy em nên cầm sẵn cái quyển vở để mình ghi. Ghi không kịp thì lát sau thầy up lại video lên thì mình ghi chú lại những cái chỗ đó ha. Quý nha. Nếu mình chỉ ngồi mình xem không thì giống như ngồi xem tivi thì nó sẽ không có nhớ đâu. Phải ghi chép nha em. Thì cái máy biến áp nó sẽ có 3 chế độ làm việc. Thứ nhất là chế độ không tải, thứ hai là chế độ ngắn mạch, và thứ ba là chế độ có tải. Mình sẽ lần lượt đi qua các cái chế độ làm việc này. Rồi, đầu tiên thầy nhắc lại cái sơ đồ về cái sơ đồ tương đương của máy biến áp Đây là sơ đồ tương đương Cuộn dây sơ cấp nó quy đổi tương đương là R1X1 ha. Cuộn dây thứ cấp tương đương R2'X2'. Tải là ZT phẩy ra rồi mạch từ loại thép là tương đương RM và XM. Như các bạn chưa tắt mic thì phải, em lưu ý vô thì tắt mic giùm thầy Thì chế độ không tải là sao? Không tải có nghĩa là mình gỡ cái tải này ra, cái tải ZT nè, gỡ nó ra thì là chế độ không tải gỡ cái tải ZT ra. Thì khi không tải thì cái sơ đồ mạch máy biến áp nó tương đương như thế này. Gỡ cái tải ZT ra. Thì khi mà gỡ tải ZT ra thì theo mấy em là cái dòng điện I2' này còn không em? Điện I2' này. I2' này nó sẽ mất đi Bình thường cái mạch nó kín thì dòng điện nó mới chạy qua được đúng không? Cái nhánh I2' này nó sẽ chạy qua tải. Bây giờ gỡ cái tải ra, chỗ này nó hở mạch Hở mạch thì cái đoạn từ cái nút này cho tới qua hết cái trở kháng X2' này, cái đoạn này nó sẽ không có dòng điện. Đúng không em? Dòng I2' này sẽ mất đi, nó không có. Không tải thì mất cái nhánh tải thì cái dòng dòng điện tải nó cũng sẽ mất đi, dòng I2' này. Có nghĩa là cái nhánh này không có dòng điện nữa, cái I2' này bằng không Thì khi mà nhánh này không có dòng điện thì mình có thể bỏ luôn cái nhánh này. Bỏ luôn cái đoạn mạch này mất cái tải thì cái đoạn này không có dòng điện. Đoạn mạch này không có dòng điện thì đoạn này mình bỏ luôn, không có dòng điện chạy qua thì mình bỏ luôn cái đoạn mạch đó Rồi. Vậy thì cái sơ đồ tương đương của máy biến áp khi mà không tải là nó mất luôn cái nhánh R2'2' bên này đi thì sơ đồ tương đương của mạch máy biến áp lúc không tải nó chỉ còn bao nhiêu này thôi Rồi thì cái này là cái đầu tiên cần phải nhớ. Khi không tải cái nhánh R2'2' nó không có dòng điện chạy qua nên mình bỏ luôn cái nhánh đây I2' nó bằng không bỏ cái nhánh R2'2' đi, thì sơ đồ tương đương của máy biến áp chỉ còn lại R1X1 và RMXM. Thì nó gọi là cái sơ đồ tương đương của máy biến áp lúc không tải. Lúc không tải cuộn thứ cấp không có điện không có dòng điện thì mình bỏ qua cái nhánh tương đương của nó luôn. Rồi. Vậy thì khi không tải thì mình sẽ có một số cái biện pháp sau mình cần phải lưu ý I2 nó bằng 0, do đó U1 bằng I0 nhân Z1 trừ cho E1. Đây, nó là cái biểu thức cho cái mặt vòng này nè. Mặt này
thôi mình chỉ cần nhớ cái sơ đồ này thôi. Còn đây tại lý giải tí nữa ha, cái điện áp U1 là điện áp bảo vào, thì cái phương trình cân bằng điện áp thì nó là bằng I0 nhân Z1. I0 là dòng điện lúc không tải, là cái dòng chạy từ đây qua đây ha, xuống đây luôn này. I1 lúc này nó cũng trở thành I0 nhé mấy, dòng điện lúc máy biến áp không tải ha. Mình có thể ghi chỗ này là I0 này ha. I0 nhân với Z1. Z1 là trở kháng của máy biến áp lúc không tải, thì Z1 này nó sẽ là tổng trở kháng của cả cái động mạch này ha. R1, X1, RM, XM đây à, Z1 nó là tổng của trở kháng này ha. Rồi trừ O1, O1 là thầy nói nhầm, Z1 là R1, X1 thôi nhé mấy, R1, X1 nhân với dòng điện. O1 thì nó là cái điện áp, sụp áp ở trên cái phần cánh mặt từ này rồi. Rồi thì đó là cái sơ đồ lúc không tải của máy biến áp. Thì trong lá Z0 này, Z0 này trở kháng lúc không tải nó sẽ bằng trở kháng của nhánh cuộn sơ cấp cộng với ZM là trở kháng của nhánh mặt từ quy độ tương đương trở kháng lúc không tải ha, Z0 này nó là tổng cái trở kháng của cái động mạch này, này tổng trở kháng này. Rồi thì lưu ý chỉ cần nhớ thứ nhất sơ đồ tương đương khi không tải nó chỉ còn hai nhánh này thôi, nhánh Z2 nhánh R2'X2' nó mất đi. Rồi Z0 là trở kháng lúc không tải thì nó bằng Z1 cộng ZM là bằng R1X1 này cộng RM-XM. Đó, trở kháng lúc không tải nó gọi là Z0 ha. Rồi, dòng điện lúc không tải, dòng điện chạy trong mạch lúc không tải thì nó sẽ bằng U chia cho Z0. U là điện áp cấp vào ha, chia Z0 là tổng trở kháng của cái đoạn mạch này. Rồi thì mình có thể phân tích ra Z0 nó sẽ bằng R1 cộng RM, đây điện trở cộng điện trở ha, bình phương lên cộng với X1 cộng XM, X1 này, XM này. Thì cái này là tính tính cái giá trị cái giá trị biên độ của cái trở kháng này ha. Z thì bằng căn bậc 2 của R bình cộng X bình, cái này chắc mấy em biết rồi đúng không? Rồi. Thì Y0 là dòng điện lúc không tải nó sẽ bằng U1 chia Z1 ha, có thể triển khai đây như thế này. Rồi, lưu ý nè. Cái trọng trở Z0 á, lúc không tải á, thì trọng trở nó sẽ lớn ha. Tại sao lớn? Tại vì trọng trở Z0 này nó sẽ bằng R1 cộng RM và X1 cộng XM ha. Thì có cái RM và XM trong này. Hôm trước mình có nói rồi, cái trở kháng tương đương của mặt từ á, RM và XM, hai cái giá trị này rất lớn ha. Rất lớn. Nên trở kháng của máy biến áp lúc không tải á, Z0 này nó có thành phần RM, XM trong này. Nên cái Z0 này nó khi không tải cái trở kháng của máy biến áp lúc không tải nó lớn hơn Z0, gọi là tổng trở lúc không tải. Và do đó cái dòng điện lúc không tải Y0 này nó sẽ nhỏ, Y0 thì nhỏ tại vì Z nó lớn ha, Z nó nằm ở dưới mẫu nó lớn thì Y0 nó sẽ nhỏ. Rồi. Chốt lại cần nhớ đối với trường hợp máy biến áp không tải thì mình cần nhớ là cái sơ đồ này ha. Rồi biểu tức Z0 này, Z0 là cái gì ha, là tổng trở này. Rồi dòng điện không tải Y0 thì nó bằng U chia Z. Rồi, nhớ nha, Y0 thì bằng U1 chia Z0. Cái này đóng khung và cần nhớ không? Rồi tiếp theo công suất lúc không tải. Mưa hơi ồn, biết là trong em nghe cái tự bị tiếng ồn của mưa không? Không đâu thầy ơi. Nghe tiếng ồn vô đúng không? Rồi. Sợ có tiếng ồn vô thì sẽ thì công suất không tải là công suất máy biến áp lúc ở chế độ làm việc là không tải, có nghĩa là không có gắn cái tải vô đó. Thì công suất không tải ký hiệu là B0. B0 nó sẽ bằng tổn hao trên delta B trên cái loại sách á. Trên cái cuộn sơ cấp delta BCU1 là cuộn sơ cấp này là cộng delta BB là công suất tổn hao trên loại sắt. Còn không có công suất mở ra tại vì máy mình nó không có cấp cho cái tải gỡ tải ra rồi, thì công suất không tải là công suất chỉ là cái công suất tổn hao ở trên cái cuộn dây sơ cấp và tổn hao trên loại sắt thôi. Delta BCU1 là tổn hao đồng ở trên dây quăng sơ cấp delta BB là tổn hao trong loại sắt. Rồi chế độ không tải thì
dòng điện y không bé hồi nãy ta nói rồi ha, ở slide trước, thì cái tổn hao delta BCU nó cũng nhỏ thôi ha. Thì mình có thể coi như B0 này, tổn hao B0 này á, nó là tổn hao trên loại sắt thôi, chú ý. Tổn hao trên loại sắt. Đây mấy em quan sát chỗ này ha. Khi mà không tải á thì dòng điện y0 nó chạy qua R1 và RM đúng không em? À, thì tổn hao delta BCU1 á là tổn hao trên R1 này nó nhỏ. Tại vì điện trở R1 nó rất nhỏ so với điện trở RM ha. Tổn hao chủ yếu là nằm ở trên RM này. Nên lúc mà tổn hao mà lúc không tải á, thì chủ yếu nó là tổn hao nằm ở trên điện trở tương đương của mặt từ á, tức là tổn hao delta BFE, tổn hao sắt á, tổn hao trên loại sắt á. B0 tổn hao chủ yếu là trên loại sắt. Nó vẫn có một phần tổn hao trên cái cuộn dây quấn sơ cấp á, nhưng mà nó nhỏ không đáng kể, chú ý nó không đáng kể. Nên người ta có thể coi B0 là bằng delta BFE. Nhớ chỗ này nha mọi người. Đó, những cái thầy phanh đỏ thì mình phải lưu ý. Đó, thì coi một lần có thể mấy em sẽ không lưu ý được, nhưng mà mình coi lại video để cho nó chú ý hơn về các cái phần này. Rồi, tiếp theo là cái chế độ không tải. Cái phần công suất không tải có thể tính được theo cái biểu thức khác nữa ha. Đó là delta BB thì nó sẽ bằng B10 kẹt 50 B bình nhân F chia 50 bình phương nhân G. Thì trong đó các cái thành phần B10 xẹt 50 này, nó gọi là tổn hao trong lá thép khi tần số là 50 Hz. Rồi, tự cảm là 1 Tesla. Rồi thì thông thường người ta có thể cho B10 này nó bằng 0,6 W trên kg. Nó tính theo khối lượng của loại thép ha. G là cái khối lượng loại thép. Thì cái biểu thức này để tính khi người ta cho mình cái khối lượng của loại thép thì mình sẽ tính được cái tổn hao trên cái loại sắt đó. Nhưng mà nói chung bài tập thì nói chung mình cũng ít đụng tới công thức này. Rồi. Cái hệ số công suất lúc không tải thì lưu ý giùm thầy, cốt phi lúc không tải nó tương đối là thấp, từ 0,1 tới 0,3. Lý do tại sao thấp? Tại vì khi không tải thì cái công suất phản kháng Q này nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái B ha. Q lớn hơn B. Tại vì cái XM nó lớn hơn nhiều so với RM ha. Trên cái mặt tương đương đó. Đây, công suất tổn hao lúc không tải là công suất tổn hao trên các cái phần tử này ha. Thì trong các cái phần tử này thì XM là cái lớn nhất, XM nó sẽ lớn hơn RM ha. Công suất chủ yếu là trên hai cái này, nhưng mà cái XM nó lớn hơn RM. Thì X là công suất phản kháng, R nó sẽ tiêu thụ cái công suất tác dụng ha. Thì do XM lớn hơn RM nên cái hệ số công suất nó sẽ thấp. Để nha. Hệ số công suất nó sẽ thấp. Cốt phi mà khi máy ngáp không tải thì nó từ 0,1 tới 0,3 thôi. Mấy cái này mấy em phải để ý để mình làm trắc nghiệm ha. Trường khi trắc nghiệm nó sẽ có những câu hỏi những cái ý. Nếu mình không nắm hiểu cái bản chất thì mình sẽ không trả lời được ha. Tại vì bản chất lúc không tải thì cái công suất nó chủ yếu là trên cái RM và XM, mà cái XM nó lớn hơn RM nên cái Q nó lớn hơn cái B này. Q không lớn hơn B không, nó dẫn tới cái hệ số công suất nó thấp, có phi nó thấp từ 0,1 tới 0,3 thôi. Rồi thì khi sử dụng máy ngáp để ý, không sử dụng ở tình trạng là non tải hoặc là không tải, nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của lưới điện. Thực ra nếu máy biến áp công suất nhỏ thì cũng không đáng kể, nhưng mà nếu máy công suất lớn mà nếu mình cấp nguồn cho nó mà mình không có cho nó cái tải ở ngã ra để nó hở mạch ở ngã ra thì nó sẽ làm tiêu thụ cái công suất phản kháng của lưới, làm giảm chất lượng điện năng của lưới. Rồi. Thí nghiệm không tải. Thì cái thí nghiệm không tải này sau này mấy em sẽ học ở cái môn thí nghiệm máy điện. Cái môn gọi là thực tập máy điện 1. Hồi xưa nó là thí nghiệm máy điện. Rồi, thì cái thí nghiệm không tải này là cái thí nghiệm người ta làm khi người ta sản xuất cái máy biến áp thì người ta phải thực hiện cái thí nghiệm không tải này. Khi sản xuất ra cái máy áp rồi thì người ta sẽ thực hiện thí nghiệm không tải để đo các cái thông số của cái máy biến áp đó. Thì các thông số này nắm được để mình vận hành cái máy biến áp cho đúng. Rồi, thì cái sơ đồ này gọi là sơ đồ thí nghiệm không tải.
cái máy biến áp của mình đây, cái biến áp của mình đây ha. A lớn X lớn là cái ngõ vào này, cuộn sơ cấp này mình sẽ cấp điện vô. A nhỏ X nhỏ là cái cuộn thứ cấp mình sẽ lấy điện ra. Thì cái thí nghiệm này mình sẽ lắp một cái mạch ra, mình cấp nguồn cho cái máy biến áp vào cuộn A lớn X lớn và mình gắn một số cái đồng hồ đo. Am bay kế này sẽ đo dòng điện I1, dòng điện I1 chạy vô máy biến áp. V1 này sẽ đo điện áp U1 phía sơ cấp của máy biến áp. Thấy từ đây ra đây ha. Rồi cái này là gọi là cái quát kế. Quát kế ha. Thì quát kế này sẽ đo công suất, đo công suất cấp vào cho máy biến áp. Rồi. Nó ra của máy biến áp. A nhỏ X nhỏ này mình sẽ đấu với một cái vôn kế, vôn kế V2 ha. Thì cái vôn kế này sẽ đo điện áp phía thứ cấp. Thì lưu ý là điện trở của vôn kế rất lớn đúng không em? Theo em biết là em đã biết rồi ha. Cái vôn kế có điện trở rất lớn. Mình học môn đo lường điện chưa em? Lớp mình đã học môn đo lường điện chưa? Rồi ha. Học rồi đúng không? Rồi. Dạ. Học kỳ 1 rồi. Thì cái vôn kế cái điện trở nó sẽ rất là lớn so với cái AMP kế. AMP kế điện trở rất nhỏ, vôn kế điện trở rất lớn. Vậy nên khi mà cái ngã ra này mình mắc qua cái vôn kế thì điện trở này rất lớn thì mình có thể coi như là nó hở mạch. Thì thí nghiệm này gọi là thí nghiệm không tải, có nghĩa là ngã ra mình hở mạch. Hở mạch thì gắn cái vôn kế vô ha. Gắn vôn kế để mình đo điện áp thôi. Không gắn cũng được. Hở mạch thì thí nghiệm thì hở mạch thì không gắn cũng được, nhưng phải gắn để mình đo biết được điện áp phía thứ cấp nó bao nhiêu ha. Rồi. V1 này đo điện áp phía sơ cấp này ha. AMP kế đo dòng điện I1 phía sơ cấp. Quát kế đo công suất V1 phía sơ cấp. Rồi. Cái này mình có thể ghi chú lại ha. AMP kế đo dòng điện phía sơ cấp I1 ha. I0 là dòng điện lúc không tải á, thì nó chính là dòng điện I1 cuộn sơ cấp luôn nha em. I1 là dòng điện cuộn sơ cấp, nhưng I0 này là dòng điện của cuộn sơ cấp lúc không tải, chú ý nha. Dòng điện của cuộn sơ cấp mà lúc không tải á, người ta đặt là I0. Hoặc có nhiều lúc người ta sẽ đặt là I10, có nghĩa là I1 lúc không tải. Thì tùy nha. Ghi là I0 cũng tự hiểu nó là dòng điện phía sơ cấp, nó là I1 đó nha. Rồi vôn kế V1 nó sẽ đo điện áp U1 là điện áp phía sơ cấp ha. Vôn kế V2 đo điện áp U20 là điện áp hở mạch phía thứ cấp. Rồi quát kế đo công suất không tải B0. B0 nó chính là công suất của phía sơ cấp lúc mà phía thứ cấp hở mạch, có nghĩa là lúc không tải. Thì người ta có thể ký hiệu là B10 cũng được ha. Có nghĩa là B1 lúc không tải. Rồi. Mình nói B0 thì mình tự hiểu nó là công suất phía sơ cấp nha em. B này, cái quát kế nó đang ở phía sơ cấp ha. Thì nó là công suất lúc không tải. Hình như nó báo 10 phút nữa. Thì hết thì mấy em join lại vào cái Zoom, cái Zoom thầy sẽ tạo cái Zoom mới ha. À rồi, tiếp theo. Thì từ cái thí nghiệm không tải á, cái chỗ này là cái chỗ cần quan trọng, cần nhớ ha. Từ thí nghiệm không tải người ta sẽ rút ra một số cái biểu thức sau đây. Thứ nhất, điện trở và điện kháng không tải. R0 nó sẽ bằng B0 chia I0 bình phương. Đây. Cái R0 là cái điện trở R ha. R thì nó sẽ bằng B chia cho I bình. Tại sao? B thì bằng R nhân I bình phương đúng không em? Thì R điện trở lúc không tải nó sẽ B0 chia bình. B0 là công suất mình đo được ở cái quát kế này ha. I0 bình phương. I0 là dòng điện đo bằng cái AMP kế này ha. Thì mình lấy số chỉ của quát kế này, mình chia cho dòng điện bình phương thì nó sẽ ra được R0 là điện trở tương đương của máy biến áp lúc không tải. R0 là điện trở tương đương của máy lúc không tải ha. Rồi, tương tự Z0. Z0 là trở kháng. Nó gồm cả điện trở lẫn điện cảm trong đó ha. Nó vừa R và X trong đó. Thì Z0 nó sẽ bằng U1 chia I0. U1 là giá trị mình đo từ cái vôn kế này. I0 là giá trị mình đo từ AMP kế này. Thì lấy cái giá trị vôn kế chia giá trị AMP kế, nó sẽ ra được cái trở kháng Z0 là trở kháng lúc không tải của máy biến áp. Cái này là điện trở lúc không tải ha. R0, Z0 là trở kháng lúc không tải. R thì nó chỉ là cái thành phần tác dụng thôi. B0 này chia I0 bình phương thôi. Còn Z thì nó sẽ lấy U chia I. Z nó sẽ lấy U chia I. Rồi. Từ R và Z thì mình có thể suy ra được X ha.
x0 nó sẽ bằng căn bậc 2 của z0 trừ r0. x0 phải bằng căn bậc 2 của z0 trừ r0 bình phương. Rồi, thì cái thí nghiệm không tải đầu tiên mình sẽ tính được các giá trị r0, z0 và x0 thông qua các giá trị đo từ cái đồng hồ là b0 là từ watt kế này, y0 là từ ampere kế này, u1 là từ volt kế ha. Rồi cá r cá z thì mình sẽ suy ra được x x0 bằng căn bậc 2 của z0 bình trừ r0 bình. Rồi dòng điện không tải phần trăm, cái này một cái giá trị cần lưu tâm ha. Thì y0 này mình đo được trên cái ampere kế thì nó sẽ bằng bao nhiêu phần trăm so với y định mức. Y định mức là lúc mình gắn cái tải định mức vô, thì lúc gắn tải định mức vô mình đo cái dòng điện phía sơ cấp y1 thì nó chính là y định mức. Thì cái y0 này nó sẽ bằng từ 3 cho tới 10 phần trăm của y định mức. Rồi cái hệ số công suất lúc không tải cos phi thì nó sẽ bằng b0 chia u1 nhân y0. Rồi b là công suất tác dụng lúc không tải chia cho u nhân y là công suất biểu kiến lúc không tải, thì nó từ 0.1 tới 0.3. Rồi tỷ số biến ha, lấy u1 chia u2 thôi. Rồi lưu ý giùm thầy chỗ này nữa, z0 thì nó gần bằng zm, z0 là trở kháng lúc không tải thì nó gần bằng với trở kháng của cái mặt quy đổi tương đương của phần mặt từ. Rồi r0 gần bằng rm, x0 gần bằng xm. Tại sao? Tại vì cái z0 này nè thì nó gồm có z1 là cuộn cảm trở kháng của cái cuộn dây quấn sơ cấp của cuộn sơ cấp cuộn 1 R1X1 cộng với RMXM là trở kháng mạch từ. Nhưng mà tại vì cái R1X1 nó sẽ rất nhỏ so với RMXM nên z0 người ta coi như là nó bằng zm luôn. Trở kháng lúc không tải chính là trở kháng của phần mạch từ. Người ta bỏ qua cái phần cuộn dây sơ cấp R0 bằng RM luôn, X0 bằng XM. Cái này là tính gần đúng ha. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái này, lưu ý, sẽ sử dụng cái này ha. Rồi, cần nhớ hai cái này ha. Hai cái này là hai cái cần nhớ. Đó, thầy khoanh đỏ thì mình lưu ý nha. Lưu ý giùm thầy hai cái này. Tính toán và bài tập mình sẽ dùng hai cái này là chính này. Rồi, đó là cái chế độ làm việc lúc không tải. Tiếp theo là cái chế độ làm việc lúc ngắn mạch. Thì chế độ làm việc lúc ngắn mạch là ngắn mạch là sao? Ngắn mạch có nghĩa là phía thứ cấp mình sẽ nối tắt nó lại, lấy cọng dây nối nó lại, nối hai đầu cuộn dây thứ cấp của máy ngáp lại. Thì lúc đó nếu mà mình cấp vào cái cuộn sơ cấp mà cái điện áp định mức U1 thì lúc này dòng điện trong máy biến áp sẽ rất lớn. Thì cái sự cố thường thì cái chế độ ngắn mạch này là chế độ sự cố có nghĩa là vì cái lý do gì đó vô tình cái cọng dây, hai cọng dây phía thứ cấp nó chạm nhau thì dẫn tới là dòng điện trong máy nó sẽ tăng lên rất cao. Và khi hai cọng dây chạm nhau, hai cái đầu dây thứ cấp nó chạm nhau thì dẫn tới là cái tổng trở rất là nhỏ, dòng điện sẽ chạy rất là lớn ở trong máy. Thì đó là tình trạng sự cố và người ta không mong muốn điều đó. Nhưng đối với máy áp nó có chế độ gọi là thí nghiệm ngắn mạch, ngắn mạch ở chế độ gọi là thí nghiệm. Thì thí nghiệm người ta sẽ thực hiện một cái thí nghiệm, người ta cho ngắn mạch phía thứ cấp máy áp. Có nghĩa là người ta lấy cái cọng dây người ta nối tắt hai đầu ra của máy áp. Nhưng khi thí nghiệm người ta sẽ không có cấp điện áp định mức vào máy áp. Tại vì nếu mà mình cấp đúng điện áp định mức vô thì cái máy nó dòng nó sẽ rất lớn, nó sẽ làm hư cái máy áp, phá hủy cái máy, nguy hiểm ha. Thì phía sơ cấp người ta chỉ cấp một điện áp nhỏ thôi. Điện áp đó lưu ý cái dòng chữ màu đỏ thì cái giá trị điện áp mà cấp vào người ta sẽ tăng lên một cách từ từ cho tới khi nào dòng điện ở trong máy nó, trong cuộn sơ cấp nó bằng dòng định mức thì người ta dừng lại, không có tăng lên nhiều ha. Ví dụ nha, thầy nói ví dụ này, ví dụ cái máy áp mình điện áp sơ cấp nó là 220V thì khi vận hành bình thường thì cấp 220 vô. Nhưng khi thí nghiệm ngắn mạch, thì thí nghiệm ngắn mạch người ta sẽ nối tắt phía thứ cấp và đầu vào người ta không có cấp tới 220 đâu,
người ta cấp khoảng 10V ha, cấp khoảng 10V. Thì cấp 10V vô thì và phía thứ cấp nó ngắn mạch, nên chỉ cần cấp 10V như thôi thì dòng điện ở trong cái máy biến áp nó đã tăng lên bằng với dòng định mức rồi. Bình thường mình cấp 220 ha, gán tải định mức thì nó dòng nó mới, ví dụ dòng định mức nó là 10A đi ha. Thì bây giờ mình nếu mình ngắn mạch nó rồi á thì mình chỉ cần cấp khoảng 10V là dòng nó cũng lên tới 10A. Thì cái thí nghiệm ngắn mạch là người ta sẽ nối tách phía sơ cấp nối tách phía thứ cấp, và sơ cấp thì mình sẽ cấp vào một cái điện áp nhỏ sao cho dòng điện trong đó nó tăng lên vừa đúng tới dòng định mức của máy biến áp, thì người ta dừng lại không tăng nữa. Thì lúc này máy ở chế độ làm việc là ngắn mạch thí nghiệm. Rồi thì thầy sẽ đi chi tiết vào thí nghiệm ngắn mạch. Cái này là sơ đồ lúc bình thường ha, sơ đồ lúc bình thường này có cái tải đây, có cái tải này. Bây giờ nếu mình thực hiện thí nghiệm ngắn mạch, có nghĩa là mình nối tách cái đồng cộng dây chỗ này. Thì lúc nối tách á, đây, nếu mà em nối tách cộng dây chỗ này và điện áp chỗ này mình cấp vào một cái điện áp không phải là U1 nữa, mà mình sẽ cấp một cái điện áp nhỏ thôi, cấp một giá trị điện áp nhỏ thôi, được gọi là U1N đi ha, điện áp ngắn mạch U1N. Hình như nó còn gọi là U1N đi ha. Mình cấp một giá trị này nó nhỏ hơn rất nhiều so với điện áp định mức. Ví dụ định mức mình sẽ cấp 220 thì đây mình chỉ cấp khoảng 10V thôi. Chứ nếu mình cấp 220V á thì nếu mà ngắn mạch như thế này thì dòng điện chạy trong mạch nó sẽ rất lớn á, và nó sẽ phá hủy cái máy biến áp của mình. Nên là thì các bạn nào mới vô cái công lý Lê Công Lý này. Rồi. Thì khi mình ngắn mạch thì để ý là mình cấp điện áp vào nhỏ thôi, không có cấp đúng định mức nha. Có thể nó sẽ hết nó hết thời gian thì nếu mà nó hao ra thì mình vô lại ha. Để tạo cái rung hơn. Coi như giải lao 5 phút được, thời trong thời gian vô lại mình ngồi mình nghĩ tới được. Nếu như trên lớp mình giải lao 5 phút thôi, ngồi tiếp. Rồi. Thì UN là cái điện áp lúc mình cấp vô, điện áp này nhỏ thôi ha. Cho nó ngắn mạch rồi cấp điện áp nhỏ vô, không sao hết. Dòng nó sẽ tăng lên tới một cái giá trị, tới một cái giá trị định mức thì dừng lại. Dòng điện nó tăng lên tới định mức thôi, chứ nó không tăng lên quá cao nhiều em. Rồi. Thì đó gọi là thí nghiệm ngắn mạch. Thì sơ đồ tương đương của máy biến áp lúc thí nghiệm ngắn mạch nó còn bao nhiêu này thôi. Nó mất đi cái nhánh ở giữa em thấy không? Mất cái nhánh mạch từ đi. Nhánh mạch từ này mất đi. Tại sao mất đi? Thì lưu ý sơ đồ thí nghiệm sơ đồ lúc mà máy biến áp ngắn mạch đó thì nó mất cái nhánh mạch từ đi nha em. Mất cái nhánh ở giữa này. Tại sao mất cái nhánh mạch từ? Thì mấy em để ý ha. Khi mà lúc mà mình, lúc mà không tải á, lúc mà ngắn mạch á thì cái nhánh mạch từ chỗ này nó vẫn còn nè, nhưng mà tại sao mình có thể xóa nó đi? Không phải là ngoài thực tế nó biến mất rồi mà nó mình tại vì mình gần đúng một cái ha. Cái RM, XM này nó vẫn còn nha mấy em. Thực ra là nó vẫn có nhưng mà người ta làm tròn gần đúng người ta bỏ đi ha. Tại sao bỏ đi? Tại vì theo mấy em phải nhớ ha, cái RM và XM này cái giá trị điện trở nó rất lớn so với R2, X2, đúng không em? Em nhớ hôm trước thầy có nói ha, cái nhánh mạch từ cái R và X của nó rất lớn so với R2 và X2 và so với R1 và X1 ha. Cái nhánh này nè, R1, X1 là quy đổi tương đương của cái cuộn dây, cái cuộn sơ cấp. R2, X2 là quy đổi tương đương của cuộn dây phía thứ cấp, hai cuộn dây đồng ha. Thì điện trở, điện cảm của nó rất nhỏ so với cái mạch từ. RM, XM là quy đổi tương đương của cái mạch từ ha. Thì giá trị RM, XM nó rất lớn so với hai cái thằng R1, X1 và R2, X2. Thì mình thấy ha, khi mà mình ngắn mạch á, chỗ này mình nối cái một cái, bình thường là nó có cái tải ha, bình thường nó có cái tải. Bây giờ nếu mình nối cộng dây ngắn mạch vô, thì mình mấy em quan sát mấy em thấy là gì? Mấy em thấy cái mạch này nó gồm cái đoạn mạch phía sau này, quan sát cái đoạn mạch phía sau này ha. Cái đoạn mạch phía sau này nó sẽ gồm cả hai nhánh mắc song song nhau đúng không em? Một nhánh là RM, XM song song với nhánh R2, X2. Mấy em thấy hai nhánh này mắc song song nhau không? Đúng không? Đang mắc song song này anh. Nhìn nó vuông góc vậy nhưng mà thực sự là đang song song. Mắc song song là sao? Phía đầu này nối chung này, đầu này nối chung ha. Rồi phía cuối của
nhánh này nối chung phía cuối cánh này ha, thì hai nhánh này gọi là hai nhánh mắc song song nhau, hai nhánh mắc song song nhau. Thì nếu mắc song song mà nhánh này điện trở rất lớn, nhánh này điện trở rất nhỏ, vậy thì dòng điện I1 này chạy tới đây á, tới chỗ cái nút này, nó sẽ rẽ làm hai nhánh đúng không em? I1 tới đây nó sẽ rẽ làm hai nhánh. Một nhánh là nó chạy qua cái cuộn. Đây, dòng điện I1 này, I1 nó chạy tới đây ha. Thì nó sẽ tách làm hai nhánh, một cái là chạy qua I qua nhánh R27 ra vậy. Một cái nó chạy xuống đây. À, cái này gọi là I thầy gọi IM đi ha. Nó chạy qua nhánh RMXM. Vậy thì nhánh này điện trở rất lớn. RMXM điện trở rất lớn ha, giá trị điện trở nó rất là lớn. Còn cái nhánh này điện trở nó rất là nhỏ ha. Vậy thì dòng điện nó sẽ chạy theo nhánh nào là chính em? Giờ tới đây nó rẽ ra. À, thì có phải là nó sẽ chạy theo cái nhánh này chính không? Nó theo cái này ha. Còn nhánh này ra điện trở rất là lớn, cái nhánh RMXM điện trở rất lớn. Nên dòng điện nó sẽ gần như nó chạy qua đây rất là ít nha mấy. Nó chạy ra đây rất là ít, dòng IM này nó sẽ rất là nhỏ. Dòng IM này sẽ rất là nhỏ. Nên ra dòng điện rất là nhỏ, mình có thể coi như nó bằng không luôn á. Thầy có coi như là gần như bằng không á. Gần như không có dòng điện chạy qua. Thì tương tự như nãy, ra dòng điện hầu hết nó đổ qua cái nhánh R2, X2. Cho nên mình có thể bỏ đi luôn cái nhánh này, bỏ đi luôn cái nhánh này ha. Tại vì dòng điện nó rất là nhỏ, bỏ nó đi luôn. Rồi, đó là lý do tại sao khi ngắn mạch máy biến áp á, thì nó chỉ còn cái nhánh R1, X1, R2, X phải, mà nó không có cái nhánh RM, XM. Tại vì mình coi như nó không có dòng điện chạy qua đó. Ha. Gia điện trở của nhánh RM, XM nó rất lớn so với R2, X phải. Mà nó lại mắc song song với R2, X phải. Nên hầu như dòng điện từ sơ cấp nó chạy qua thì nó đổ vào cái nhánh R2, X2 phải. Còn cái dòng đi xuống dưới cái nhánh này rất ít và mình bỏ qua nó. Thì sơ đồ tương đương nó chỉ còn cái sơ cấp và thứ cấp thôi. Mạch từ, cái mạch từ nó biến mất ha. Đó là cách mà người ta biến đổi tương đương cái mạch máy áp lúc ngắn mạch. Rồi. Thì người ta gom chung luôn á, mình có thể gom chung R1 với R2, nó gọi là RN. RN chính là R1 cộng R2 phải ha. XN nó là X1 cộng X2 phải. Gom chung nó lại nha. Rồi. Thì ZN là trở kháng tương đương của máy ngáp lúc ngắn mạch. ZN nó sẽ là Z1 cộng Z2 phải. Z1 là tổng trở kháng cái này nè. Z2 phải là tổng trở kháng này. RN nó sẽ bằng R1 cộng R2 phải. R1 cộng R2 phải là RN. XN là X1 cộng X2 phải. Tương tự như lúc không tải thôi. Lúc không tải thì nó gồm các R1, X1 và RM, XM. Còn lúc ngắn mạch thì nó còn R1, X1 và R2 phải, X2 phải. Để nha. Rồi. Bài giảng này thầy có quay video lại nha. Bạn nào theo dõi không kịp hoặc là mình bị mất kết nối gì đó nói chung là vì lý do nào đó mình không theo dõi kịp thì mình coi lại video ha. Có hai video khác nhau ha. Một video là video bài giảng trực tiếp trên lớp này. Một cái là video đã quay từ trước ha. Quay từ trước thì các giáo viên trong cùng bộ môn á, mỗi phân ra mỗi người quay một bài ha. Thì có thể cái bài giảng đó của giáo viên khác ha. Còn cái bài giảng này thì trực tiếp trên lớp thì thầy cũng sẽ ghi thu hình lại và thầy gửi lên cho lớp. Video thầy up lên trên Classroom của lớp nha mấy em. Thầy sẽ up video này lên Classroom. Rồi, đây là cái sơ đồ tương đương lúc ngắn mạch. Mình có thể thu gọn nó thành RNXN. Mình có thể thu gọn nó thành RNXN. Rồi, tiếp. Sơ đồ tương đương ha. Mình bỏ qua nhánh từ hóa. Lúc này dòng điện trong cuộc sơ cấp Y1 này nó gọi là Y ngắn mạch luôn ha. Thì lưu ý là Y ngắn mạch này nó chính là bằng dòng điện Y định mức của máy lúc làm việc, lúc có tải ha. Lúc có tải định mức thì nó cũng bằng giá trị này luôn. Rồi, U1 bằng IN nhân giá Z1 cộng Z2 phải.
cái Z này gọi là ZN đúng không? Đóng hai cái này gọi là ZN không? Rồi. Đây, cái sơ đồ mà người ta thí nghiệm miếng mặt là đây ha mấy em. Đây gọi là sơ đồ thí nghiệm này. Thì nó chỉ khác cái sơ đồ thí nghiệm lúc không tải này một tí thôi. Nghĩa là nó gắn cái AMP kế chỗ này. Cái sơ cấp vẫn đo dòng điện ha. Đo điện áp sơ cấp này, dòng điện sơ cấp này, công suất phía sơ cấp này. Rồi phía thứ cấp người ta gắn cái AMP kế. Thì mình học đo lường điện biết rồi. AMP kế thì AMP kế thì cái điện trở nó vô cùng nhỏ, điện trở gần như là bằng không ha. Thì mình có thể coi như AMP kế nó là cái cọng dây nối tách cái phía thứ cấp. Và mình đo được cái dòng điện ngắn mạch ở trên cái cụm thứ cấp. Nhưng mà nói IN là dòng điện ngắn mạch mà đo được ở phía sơ cấp nha mấy em. Nếu thí nghiệm ngắn mạch, IN là dòng điện phía này nè. Chứ không phải là dòng điện phía này nha. Đây người ta đo để người ta biết thôi. Còn quan trọng là IN chỗ này nè. Cái này mới là cái quan trọng này. Rồi, mình để ý nha, cái câu này nè. Dây quấn thứ cấp nối ngắn mạch, dây quấn sơ cấp nối với nguồn qua bộ điều chỉnh điện áp. Bộ điều chỉnh điện áp đây. Thì nhờ bộ điều chỉnh điện áp, mình sẽ điều chỉnh điện áp đặt vào cuộc sơ cấp là UN sao cho dòng điện trong dây quấn bằng định mức. Có nghĩa là chỗ này mình sẽ không cấp vào đúng điện áp định mức cho cái máy biến áp nha. Bình thường ví dụ cái máy này 220V nè. Thì nếu có tải thì em sẽ cấp điện 220 cho nó chạy ha. Nhưng đối với thí nghiệm gắn mạch mình không gắn tải mà mình nối tắt cái ngã ra ha. Thì phía sơ cấp này không được phép cấp đúng 220 ha. Nếu mấy em cấp 220 vô cái là nó cháy cái máy biến áp liền. Cháy máy biến áp liền ha. Tại vì sao? Đang gắn mạch đó, đang bị gắn mạch phía thứ cấp này. Cấp 220 vô dòng trong này nó sẽ tăng lên rất là lớn ha. Nó sẽ làm cháy máy biến áp. Do đó người ta sẽ dùng một cái bộ điều chỉnh điện áp đây. Người ta tăng điện áp lên từ từ ha. Tăng 1V, 2V, 3V lên tới khoảng tầm ví dụ 10V hay 12V gì đó. Thì lúc này dòng điện trong máy nó đã đạt tới giá trị định mức rồi. Mình không tăng lên được nữa. Nếu mà tăng nữa thì dòng nó sẽ tăng vượt định mức, nó sẽ làm hư cái máy biến áp. Người ta sẽ tăng cái điện áp lên tới UN, một cái giá trị nhỏ thôi. Nó khoảng 1/10 so với điện áp thực tế định mức bình thường á. Nhỏ hơn 1/10 nữa. Bình thường 220 thì bây giờ UN tăng lên khoảng tầm 10V là nó đã dòng này nó đã tăng lên bằng định mức rồi. Tại vì nó ra đang gắn mạch. Để nhớ đó, cái thí nghiệm gắn mạch người ta chỉ tăng điện áp lên của giá trị điện áp nhỏ thôi. UN này là một giá trị rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với điện áp định mức. Nhưng mà lúc đó dòng điện trong máy nó đã bằng định mức rồi, tại vì nó đang bị gắn mạch. Rồi thì tương tự đối với thí nghiệm gắn mạch mình cũng cần phải nhớ một số cái biểu thức, một số cái công thức sau. ZN tương tự như thí nghiệm không tải thì thay cái chữ Z0 thì giờ thành ZN thôi. ZN là trở kháng lúc ngắn mạch, nó sẽ bằng UN chia IN. Rồi UN là giá trị, lưu ý UN một cái giá trị nhỏ thôi, nhỏ hơn nhiều lần so với U định mức nha. Ví dụ U định mức 220 thì UN này khoảng 10V thôi. Thì trong đề bài người ta sẽ cho cái UN này để mình tính toán ha. Hoặc nó cho UN phần trăm. Rồi IN là dòng điện lúc mà máy ngắn mạch á, thì nó sẽ bằng I1 là dòng điện lúc định mức, lưu ý nha. Cái này cần lưu ý nha. IN chính là I1 của máy lúc định mức. UN là một giá trị nhỏ hơn nhiều so với U định mức ha. Rồi. Thì ZN sẽ bằng UN chia cho I1 lúc định mức. RN. Rồi, tương tự cái RN thì nó bằng BN là công suất lúc ngắn mạch chia cho IN bình thường. IN lại chính là Y định mức. Rồi XN nó sẽ bằng căn bậc 2 của ZN bình trừ RN bình. Nó giống y hệt, tương tự y hệt cái lúc thí nghiệm không tải thôi. Thì những giá trị UN, IN này RN này là chính là những giá trị mà em đo được từ các cái vôn kế, AMP kế ở trên cái sơ đồ này ha. AMP kế này, vôn kế này, watt kế này, nó sẽ đo được. Cái này AMP kế nó sẽ đo y ngắn mạch IN. Vôn kế sẽ đo u ngắn mạch u lúc mà cấp nguồn cho máy lúc mà ngắn mạch ở thứ cấp ha. UN và watt kế nó sẽ đo BN. Đó. Thì dùng ba cái giá trị đo được từ ba đồng hồ này để mình tính toán theo các biểu thức này ha. Thì những giá trị này nếu mình làm bài tập thì người ta sẽ cho
UN này, IN. IN chính là y định mức luôn á. Có thể người ta sẽ không cho y định mức á, mình tự viết à, người ta không cho IN, mình sẽ tự viết nó là y định mức á. UN thì người ta sẽ cho, hoặc là cho theo phần trăm á, cho UN phần trăm. Rồi BN mình sẽ cho công suất nhiễm mạnh. Thì mình sẽ dùng biểu thức này để mình tính ra các giá trị ZN, RN và XN. Cần lưu ý ha. Rồi tiếp, các thành phần tác dụng và thành phần phản kháng của cái điện áp ngắn mạch. Thì đối với điện áp ngắn mạch nó sẽ chia làm hai thành phần ha, và là UNR và UNR và UNX. Thì UNR nó sẽ bằng IN nhân RN, UNX nó sẽ bằng IN nhân XN. Và có thể tính theo U nhân cos phi. U nào mới ngáp hay gì ạ? Ngáp tắt mic một cái à. Đây gì, tên gì đây? Nguyễn Quang gì? Nguyễn Quang Trường này. Trường ngáp tắt mic nha. Rồi. Buồn ngủ quá đi, rửa mặt tí cũng được. Bỏ lỡ thiếu thì coi video lại. Rồi, thì cái biểu thức này cũng cần phải nhớ nha mấy em. Bài tập mình sẽ dùng tới biểu thức này. Thì có một cái gọi là UN phần trăm. UN phần trăm đó là UN chia cho U định mức nhân trăm phần trăm. Thì giá trị UN phần trăm nó khoảng từ 5,5% cho tới 15%. Thường đề bài người ta sẽ cho mình cái giá trị UN phần trăm này để mình tính toán ra UN. Người ta cho UN phần trăm, mình sẽ lấy UN phần trăm mình nhân với U định mức, nó sẽ ra UN. Rồi, đấy ha. Rồi thì đó là cái thí nghiệm ngắn mạch. Rồi nhắc lại, ngắn mạch đối với cái chế độ làm việc ngắn mạch của máy ngáp á, thì mấy em cần nhớ hai cái. Thứ nhất là cái sơ đồ tương đương, nó chỉ gồm còn có nhánh R1X1 và R2X2 thôi. Còn cái nhánh mạch từ ha, cái RM và XM là coi như mất đi. Rồi cái trở kháng tương đương lúc cái điện trở là điện kháng tương đương lúc ngắn mạch đây ha. Rồi cái thành phần tác dụng và thành phần phản kháng lúc ngắn mạch. Đó, những cái đó là những cái cần nhớ nha. Một là cái sơ đồ nó mất đi cái nhánh mạch từ ha, nhớ cái đó. Hai là các cái công thức này để làm bài tập. Tóm lại chỉ cần nhớ hai cái đó thôi đối với thí nghiệm ngắn mạch, đối với cái phần chế độ làm việc ngắn mạch của máy biến áp. Rồi nãy giờ hai cái chế độ làm việc này mấy em có thắc mắc gì không? Các bạn nào có thắc mắc gì thì hỏi nha. Còn nếu mà coi mà vẫn chưa hiểu thì coi lại video một vài lần nữa. Rồi, tiếp, không có hỏi gì tiếp ha. Rồi, một cái cần lưu ý nữa, cần nhớ đóng khung luôn chỗ này. Thì cái R1 và R2' nó gần bằng nhau hả mấy em? Coi như bằng nhau luôn nha. Người ta làm gần đúng để người ta tính toán. Thì mình tính được RN, mình sẽ tính được R1 và R2'. Bằng cách nào? Lấy RN chia 2 thì nó sẽ ra giá trị của R1 và R2'. Tại sao RN nó phải bằng R1 cộng R2', đúng không em? Mà hai cái này bằng nhau thì lấy RN chia đôi ra, ra R1 và R2'. Tương tự X1 và X2' nó cũng bằng XN chia 2. Cái này là cái cần nhớ để làm bài tập á, tính toán làm bài tập. Rồi, đó là cái thí nghiệm ngắn mạch. Rồi, cái này thì mình đọc để mình biết thôi ha. Còn có thể trắc nghiệm. Trắc nghiệm có thể sẽ hỏi ha. Rồi, thì dòng điện ngắn mạch khi tiến hành á, thì cái này nãy thầy cũng có nói rồi ha. Thì người ta sẽ cấp điện áp rất nhỏ vào. Do đó là cái y lúc mà ngắn mạch nó cũng bằng y định mức thôi. Y ngắn mạch thí nghiệm nha em. Y ngắn mạch thí nghiệm nó bằng y định mức. Chứ còn nếu mà có sự cố thì y ngắn mạch này sẽ rất là lớn ha. Nếu mà sự cố á, điện áp nguồn vẫn đủ điện áp á, mà nếu mà ngắn mạch cái thì dòng này nó sẽ tăng lên rất là lớn, nó hàng gấp lên cả chục cả trăm lần ha. Còn lúc mà thí nghiệm thì người ta không có bao giờ để đúng điện áp định mức hết, người ta sẽ để cái điện áp nhỏ thôi. Do đó y ngắn mạch lúc này nó bằng y định mức, đó là do người ta cố tình người ta điều chỉnh ha. Rồi, trường hợp mà nếu mà sự cố á, thì dòng ngắn mạch nó sẽ rất lớn ha, nó tới 10 cho tới 20 lần y định mức rồi ha. Đây thì cái công thức mà tính y ngắn mạch lúc sự cố này, lúc sự cố thì y ngắn mạch nó sẽ bằng y định mức chia cho UN phần trăm, y định mức chia UN phần trăm thì nó thường là từ 10 cho tới 25 lần y định mức nữa. Cái UN phần trăm này nó chỉ khoảng 5%, 10% gì thôi, 15% thôi. Thì lấy cái này chia đi thì nó sẽ lên, tăng cái điện áp lên tới
tăng dòng điện lên hàng chục lần ha. Cái này là công thức tính dòng điện ngắn mạch sự cố, chú ý ha. Dòng điện ngắn mạch sự cố nó sẽ rất lớn ha. Còn IN lúc thí nghiệm thì nó bằng Y định mức, chú ý nha. Y ngắn mạch lúc thí nghiệm nó sẽ bằng Y định mức. Còn Y ngắn mạch sự cố nó sẽ bằng Y định mức chia cho UN phần trăm. Để ý nha. Đó, những cái công thức này khoanh đỏ thì mình để ý để mình làm bài tập. Cái ví dụ á, UN phần trăm bằng 10 thì Y ngắn mạch nó sẽ tới tăng lên 10 lần nữa so với Y định mức. Rồi, một cái nữa, công suất ngắn mạch VN thì nó sẽ bằng IN bình phương nhân RN. IN là Y1 đó nha, Y phía sơ cấp. Rồi, mấy bài tập này thì để thầy sẽ up lên trên Classroom. Thầy sẽ làm một số cái bài tập để mình và một số câu hỏi nha, để mình làm, mình trả lời và mấy em sẽ nộp lại cái bài tập trên Classroom cho thầy ạ. Mình có nguyên cả tuần sau nghỉ à, thì trong thời gian đó làm hoàn thành và nộp lại cho thầy. Thì cho thời hạn cho hết tuần sau. Rồi. Tiếp theo là cái chế độ cá tải. Thì chế độ cá tải là chế độ làm việc của máy biến áp ha. Khi mà phía thứ cấp mình nối với một cái tải và phía sơ cấp mình cấp nguồn vô. Thì khi nối với tải thì nó có cái hệ số gọi là hệ số tải KT. Hệ số tải này nó sẽ tính bằng tỷ số giữa Y2 là lúc có tải này so với Y2 lúc định mức, là ứng với tải định mức. Tại vì cái tải mình gắn vô thì mình chưa biết là nó lớn hay nó như giá trị nó như thế nào ha. Thì ứng với tải định mức thì dòng điện trong cái máy nó sẽ là Y2 định mức. Thì ứng với một cái tải cụ thể mình gắn vô ha, nó không đúng, không phải là tải định mức thì nó sẽ là dòng Y2. Thì hệ số tải là tỷ số giữa dòng điện lúc gắn cái tải vô so với dòng điện lúc định mức ha. Có thể tính bằng Y1 chia Y1 định mức. Y1 là lúc gắn một cái tải bất kỳ ha. Y1 định mức là ứng với tải định mức. Thì hệ số tải nó sẽ tính bằng tỷ số giữa dòng điện lúc gắn cái tải bất kỳ chia cho tỷ số chia cho dòng điện lúc ứng với tải định mức, chú ý ha. Thì KT nếu nó bằng 1 thì có nghĩa là cái tải này cũng bằng tải định mức luôn. KT bằng 1 có nghĩa là Y2 nó bằng Y2 định mức ha. Có nghĩa là tải đang gắn là đúng định mức. Còn nếu KT nhỏ hơn 1 thì người ta gọi là non tải. KT nhỏ hơn 1 có nghĩa là Y2 này nó nhỏ hơn Y2 định mức. Có nghĩa là mình đang gắn một cái tải nó nhẹ hơn so với cái tải định mức ha. Còn KT mà lớn hơn 1 thì nó gọi là quá tải. Y2 này nó sẽ lớn hơn Y2 định mức, hoặc Y1 mà lớn hơn Y1 định mức. Nó gọi là quá tải. Thì hệ số tải KT ha. Nhiều khi người ta có thể ký hiệu hệ số tải là beta. Nó không ký hiệu chữ KT mà ký hiệu là beta cũng được ha. Mình có hai ký hiệu, tại nói chung trong giáo trình nó có sự khác nhau ha. Giữa giáo trình mới, giáo trình cũ ha. Số sách thì nó ghi là KT, số sách nó sẽ dùng là beta. Thì cái nào cũng được. Nó gọi là hệ số tải nha mấy em. Rồi, để công thức phần đã là cần nhớ ha. Rồi, thì khi mình gắn cái tải vô máy áp á, thì điện áp của máy áp nó sẽ có sự thay đổi. Nó sẽ có sự thay đổi so với điện áp lúc hở mạch. U20 là điện áp lúc hở mạch ha. Nó cũng chính là gọi là điện áp định mức của máy áp á, điện áp thứ cấp định mức ha. Thì gắn tải vô. Khi không tải á, thì cái U2 ngả ra máy áp nó sẽ bằng U không tải ha. U định mức. Nhưng khi gắn tải vô á thì điện áp nó sẽ bị thay đổi một cái giá trị là delta U2. Delta U2 gọi là cái độ biến thiên điện áp thứ cấp. Thì độ biến thiên điện áp thứ cấp nó bằng gì? U2 định mức trừ cho U2. Lấy giá trị điện áp định mức trừ cho điện áp mà thực tế lúc mình gắn cái tải vô. Điện áp định mức này là lúc không tải nha mấy em. U2 định mức này là điện áp lúc không tải. Nhớ nha, lúc không có tải mình đo thứ cấp bao nhiêu volt thì nó là U2 định mức. Phía sơ cấp mình cấp đúng định mức ha. U1 mình cấp đúng định mức. Thì U2 lúc không tải nó chính là U2 định mức. Và U2 mà lúc có tải đây thì cái sự biến thiên điện áp thì tính bằng U2 lúc không tải trừ cho U2 lúc có tải, hay là U2 định mức trừ U2 lúc có tải ha. Rồi. Rồi người ta có thể tính là độ biến thiên phần trăm, thì nó lấy tỷ số phần trăm ha, lấy U2 định mức trừ U2 chia U2 định mức nhân 100%, thì nó gọi là độ biến thiên điện áp thứ cấp.
đó nha. Hai công thức này mình cũng cần phải lưu ý nha. Tổng cung nó lại là cần nhớ. Mình có thắc mắc gì không? Nãy giờ các cái nội dung nãy giờ thầy nói, mấy em có thắc mắc gì thì cứ lại câu hỏi á. Rồi, nếu không thắc mắc thì tiếp ha. Rồi, công thức tính cái U2 phần trăm cái độ biến thiên điện áp thứ cấp là có thể tính bằng biểu thức này nữa. Thì biểu thức này là KT là hệ số tải này nhân cho UNR phần trăm. UNR là cái thành phần tác dụng của cái điện áp nhấn mạch ha. Hồi nãy mình có nói rồi. UNR phần trăm nhân cos phi t cộng UNX phần trăm nhân sin phi t. Thì nhớ cái UNR và UNX này hồi nãy ở biểu thức trước với các cái slide trước đã nói rồi ha. Nó là cái thành phần tác dụng và thành phần phản kháng. Rồi sin phi cos phi là cái hệ số công suất tải, sin phi là biến đổi. Có cos phi thì mình sẽ suy được sin phi ha. Rồi để ý ha, sin phi bằng không đối với tải thuần trở, sin phi lớn không đối với tải cảm, sin phi nhỏ không đối với tải dung. Thì cái sự biến thiên điện áp nó sẽ phụ thuộc vào cái KT là hệ số tải đây, và tính chất tải. Tính chất tải nó sẽ quyết định cái cos phi và cái sin phi này ha. Rồi cái công thức này là cái cần nhớ, lưu ý ha. Đó, cái nào nãy giờ thầy cứ cái nào khoanh đỏ, công thức khoanh đỏ là bắt buộc phải nhớ nha em. Nhớ thuộc lòng đó, nhớ thuộc lòng để đi thi sử dụng ha. Làm bài tập, nói chung mình làm bài tập nhiều mình sẽ nhớ luôn. Mấy cái công thức này mình làm bài tập mình sẽ nhớ thôi. Rồi, cái này gọi là cái đường đặc tính ngoài của máy biến áp. Thì đặc tính ngoài là gì? Đặc tính ngoài là cái đặc tính của máy biến áp. Nó thể hiện cái sự biến thiên điện áp ứng với cái khi thay đổi tải. KT này là hệ số tải này. KT nó từ 0 cho tới vô cùng tải đây 0.5, 1. 1 có nghĩa là ứng với tải định mức ha. Lớn hơn 1 là quá tải, nhỏ hơn 1 là non tải. Rồi, khi tải mà càng tăng lên á thì điện áp biến thiên nó sẽ càng nhiều. Này. Cái độ biến thiên điện áp sẽ càng nhiều ha. Tải mà càng tăng lên thì độ biến thiên điện áp càng nhiều. Ở đây không là không tải ha. Không tải thì điện áp sẽ bằng đúng U20 là U2 lúc định mức ha. Điện áp định mức. Nhưng mà khi tải tăng lên, tải càng tăng lên thì cái điện áp nó sẽ càng khác nhiều so với cái U lúc định mức. U định mức đây ha. Thì ứng với tải mà tải điện cảm á, tải C là điện dung chứ thì nó nhầm ha. Tải C là điện dung. Điện dung là tụ điện á. Thì điện dung, tải điện dung thì khi mà tải càng tăng á thì điện áp nó ra của máy áp càng tăng, đúng không? Có nghĩa là cái tụ gắn càng nhiều tụ vô thì điện áp nó sẽ càng tăng lên. Ngược lại, tải mà điện trở thì càng gắn nhiều vô thì hệ số tải càng lớn, có nghĩa mình càng gắn nhiều tải vô á thì điện áp sẽ càng giảm. Rồi, tương tự L cuộn dây á, tải cảm thì càng gắn nhiều tải vô điện áp nó sẽ càng giảm nhiều. Và đối với L thì cái độ sụt áp nó lớn hơn R ha. Tăng tải L sẽ dẫn tới điện áp sụt đi nhiều hơn so với R. Rồi, thì đó là cái đặc tính gọi là đặc tính ngoài của máy áp. Nhớ cái sơ đồ này để trắc nghiệm có thể mình làm được ha. Rồi, thì khi mà muốn cái điện áp của máy áp mà khi gắn tải vô mà nó không có bị sụt nhiều á thì người ta phải có các cái phương pháp để điều chỉnh cái điện áp này. Thì có thể dùng các cái đầu điều chỉnh điện áp. Máy áp người ta sẽ có các cái đầu vặn ha, nó có các cái nút điều chỉnh ha, để nó chỉnh các cái ngã ra cho thay đổi cái giá trị điện áp phù hợp. Rồi, thì cái này mình nói sơ, thầy nói sơ rồi thôi. Rồi, thì đó là một số cái nội dung quan trọng của cái phần máy áp. Cái bài tập này thầy sẽ đưa lên cho lớp mình ha. Rồi, cái phần máy áp làm việc song song thì có lẽ ta để qua cái buổi sau nữa ha. Thì chốt lại cái nội dung ngày buổi học hôm nay á, mình cần nhớ một số cái vấn đề ha. Thầy tóm tắt lại một số vấn đề cần nhớ. Thứ nhất là mình cần nhớ cái chế độ, các chế độ làm việc. Thì ứng với chế độ không tải thì mình cần nhớ cái gì?
Không tải thì mình cần nhớ thứ nhất là cái sơ đồ tương đương. Sơ đồ tương đương lúc không tải đây ha. Đây. Lúc không tải thì cái mặt nó mất đi cái nhánh R2'. Rồi. Các biểu thức tính toán cần nhớ ha. Cái công thức mà thầy Khanh đỏ đó ha, cần nhớ. Rồi, ứng với thí nghiệm, ứng với chế độ không tải đây, các cái công thức cần nhớ đây ha, để tính toán này, nó quan trọng ha. Rồi, ứng với chế độ ngắn mạch thì mình cần lưu ý cái sơ đồ tương đương lúc ngắn mạch đây ha. Tương đương lúc ngắn mạch đây. Nó mất đi cái nhánh mạch từ. Và có thể gom chung cái R1, R2' là RN, X1, X2' là XN. Này, sơ đồ tương đương ha, lúc ngắn mạch. Rồi, cái thí nghiệm ngắn mạch thì mình cần nhớ, sau thí nghiệm thì người ta sẽ có các biểu thức cần phải lưu ý ha. Tính ZN, RN, XN, rồi UNR và UNX, thành phần tác dụng và thành phần phản kháng. Hai cái này để tính cái độ biến thiên điện áp ha. Lưu ý một cái nữa là R1 và R' nó gần bằng nhau và bằng RN chia 2. X1, X2' bằng XN chia 2. Cái này cần lưu ý. Ứng với ngắn mạch, ứng với thí nghiệm không tải em cũng cần phải để cái chỗ này ha. Đây, thí nghiệm không tải thì chỗ này Z0 nó sẽ bằng ZM, R0 bằng RM, X0 bằng XM. Cái này phải nhớ ha. Chế độ ngắn mạch. Rồi chế độ cá tải thì cần nhớ thứ nhất là hệ số tải. Hệ số tải nó là tỷ số giữa dòng điện lúc cá tải và lúc tải định mức. Tải này là tải bất kỳ ha, I2 là dòng điện ứng với tải bất kỳ. I2 định mức là dòng điện ứng với tải đúng định mức. Thì hệ số tải nó có thể là bằng 1, nhỏ hơn 1 hoặc lớn 1 ứng với định mức non tải hay quá tải. Rồi độ thay đổi điện áp cần phải nhớ cái biểu thức tính độ thay đổi điện áp ha. Và cái biểu thức bên này là biểu thức quan trọng ha. Delta U 2%. Độ biến thiên điện áp phần trăm ha. Nếu mình không tính phần trăm, bỏ cái phần trăm đi thì trong công thức này cũng có thể bỏ phần trăm đi ha. UNR với UNI. Rồi, cái đặc tính mấy ha. Khi gắn tải vô thì cái độ tải mà càng nặng ha, càng tăng tải lên thì cái độ biến thiên điện áp nó càng lớn và ứng với mỗi loại tải nó sẽ độ biến thiên nó sẽ khác nhau. Tải tụ điện thì nó sẽ làm tăng điện áp lên. Tải R và L thì điện áp nó sẽ bị sụt áp hay giảm điện áp đi, nhưng mà L nó sẽ giảm nhiều hơn so với R. Thì để điện áp nó không bị sụt quá nhiều, người ta sẽ có các cái phương pháp điều chỉnh điện áp bằng các cái đầu gọi là cái đầu đổi nối cuộn dây ha, đổi nối các cái mức điện áp khác nhau trong cái biến áp. Rồi. Thì cái phần bài tập thì thầy sẽ cho một cái bài tập, thầy sẽ giải mẫu một bài tập. Nào, thầy sẽ đưa một cái bài tập mẫu để giải rồi. Sau đó thầy yêu cầu mấy em xem qua cách người ta giải bài tập. Rồi mình sẽ thầy sẽ ra một số bài tập khác và mình sẽ giải và nộp lại ha. Thì cho thời gian mình nguyên tuần sau luôn từ giờ cho tới hết tuần sau thầy sẽ đăng bài tập tối nay hoặc là qua sáng ngày mai thầy sẽ đăng bài tập lên ha. Thầy sẽ chọn thì thầy sẽ đăng một số các bài tập, một số câu hỏi và bài tập về cái phần máy ngáp này và cho mình làm cho tới hết tuần sau, tại vì tuần sau mình nghỉ á, thì nhà trường cho nghỉ không phải nghỉ để chơi mà nghỉ để ôn lại nha, tại vì mình học online nhiều khi cái nội dung nó đi nhanh quá, nhiều khi mình không có nắm được ai. Thực sự thì thầy cố gắng là mỗi buổi thầy chỉ đưa một lượng nội dung tương đối ít thôi, không có đưa nhiều tại vì sợ mình nắm nhiều quá là nhớ không hết. Thì thầy cố gắng là làm cho nó dễ đơn giản nhất rồi. Thì mình nếu mình coi một lần không hiểu, thực sự thì nếu mà coi một lần hiểu thì quá tốt, nhưng mà thầy nghĩ là không rất là khó, cái nội dung nó cũng không phải là dễ nắm bắt liền, nên là nếu mình thấy chưa hiểu hoặc khi thầy cho các bài tập và các câu hỏi á, mà mình trả lời chưa được thì mấy em coi lại video, thầy upload video lên và thầy đăng cái link lên trên cái Classroom, cứ vào mò vào Classroom của lớp rồi coi lại các video ha.
thì coi vài lần thì sẽ nhớ thôi. Làm các trả lời đầy đủ các câu hỏi của thầy thì mình sẽ nắm được bài. Cố gắng, tại vì kỳ này mình học online mà nếu mình không có tinh thần tự giác, nếu mà em không có tinh thần tự giác, do thầy không kiểm soát được, mình online thì không thể nào kiểm soát được. Nếu mình không tự giác thì nếu kết quả thi cuối kỳ nó không đạt, rớt, học lại rất là mệt á. Cố gắng ở nhà thì nhiều thời gian rảnh rỗi cũng nhiều á, cố gắng học cho nó kỹ đi. Rồi, thì còn khoảng hơn 3 phút rồi. Bạn nào có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ha. Còn nếu không có thắc mắc gì đó thì cái thời điểm danh cái rồi mình nghỉ. Rồi, nộp bài thì mấy em nộp bình thường trên Classroom như hôm trước, thì có cho hai bài tập lần trước rồi, mình có nộp mình biết cách rồi mà. Thầy sẽ đăng lên y hệt như hai lần trước ha. Thì mình cứ làm rồi mình nộp lại thôi. Rồi. Nếu mà không có câu hỏi thì để thầy chờ tới thời điểm danh rồi mình nghỉ. Trong lúc này là nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi nha. À, không ai thắc mắc gì hết em. Thì thầy sẽ upload cái video bài giảng ngày hôm nay lên Classroom. Mình coi lại ha. Tối nay hoặc ngày mai thầy sẽ upload cái bài tập và các cái câu hỏi liên quan tới các cái nội dung bữa giờ để mình ôn lại từ từ đầu luôn ha. Các câu hỏi thầy sẽ có các cái phần trước để mình ôn tập lại. Rồi. Nếu mà không có thắc mắc gì hết thì mình có thể nghỉ được mà. Học liên tục cũng mệt. Ao quen nghe thầy. Rồi, các em có thể ao được rồi. Em chào thầy.